Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của VidaShop. Có phải anh em đang muốn hát karaoke thả ga trong dịp Tết này? Tạo một dàn karaoke thì lại tốn quá nhiều chi phí. Tại sao anh em không tặng ngay một chiếc loa kéo cao cấp để hát cho hàng xóm trầm trồ chơi? Loa kéo cao cấp Kibitbox KB402, một trong năm thiết bị karaoke được săn đón nhất trong năm 2019. Với thiết kế thùng gỗ, cho chất âm cực kỳ chất lượng, dễ dàng di chuyển, công suất 450W, căng hết các thể loại nhạc, cho nhạc được hơn 6 giờ. Loa kéo có sẵn 12.000 bài hát karaoke bản quyền, kết nối được 8 thiết bị smartphone và tablet cùng lúc. KB402 được xem là dàn karaoke di động vì có thể kết nối được với đầu karaoke, amply karaoke và mixer karaoke. Giá cả bình dân chỉ với 7.950.000 đồng và được bảo hành 12 tháng, anh em đã có thể mang dàn karaoke di động này về nhà và hát khắp muôn nơi. Mua ngay loa kéo tại Vidia để nhận quà thả ga. Với 20 khách hàng đặt hàng sớm nhất từ hôm nay sẽ nhận được 2 micro Bose QM70 trị giá 1.500.000 đồng, 1 USB 16G chứa tất tần tật những bài hát yêu thích của anh em và nhiều chế độ hòa máy hấp dẫn. Gọi ngay đến hotline 0902 699 186 hoặc 0902 799 186 để đặt hàng hoặc để lại số điện thoại để nhận được những phần quà đầy hấp dẫn khi mua hàng anh em nhé. Nếu anh em thấy video này hay, hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh của VidaShop nha. Xin chào và hẹn gặp lại.